Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là cáp cảm biến vân tay trên điện thoại về Smart Active 1 đang có mặt tại di động của cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cảm biến vân tay đến vân tay trên điện thoại về Smart Active 1, lỗi hỏng không cảm biến được, cảm biến lúc được lúc không, cần một địa chỉ thay mới cảm biến vân tay do Active 1. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Di động của cấp.vn có đầy đủ tất cả các linh kiện trên điện thoại vì Smart Active 1 thay mới vì các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp .vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship cảm biến vân tay trên Active 1 đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền để bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Một lần nữa, di động cao cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới cảm biến vân tay cho điện thoại về Smart Active 1 tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại về Smart Active 1 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.